chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ mình lại đến một cơ sở sản xuất mô hình trung thu của Tuyên Quang. Đây là cơ sở của gia đình nghệ nhân Toán, chị Thùy đúng không ạ? Phải chị Thùy không chị? Nghệ nhân đường phố Phạm Ngọc Toán. Cơ sở sản xuất của anh ấy rất nhiều năm rồi. Với những mô hình mà đã xuất sắc đoạt giải cao. Hôm nay mình sẽ đến đây để ghi hình lại sớm một chút về quá trình sản xuất các mô hình. Bây giờ mình sẽ quay màn hình lại để mình quay và giới thiệu cho mọi người biết về các mô hình nhé. Đây là mô hình chủ ếch này. Đây là mô hình chủ ếch, đây là phần mộc nhé, với 8 mica trắng. Và trong lõi này tất cả cái hệ thống điện đóm và hệ thống motor để chuyển động của ếch thì đã lắp xong, bóng đèn đã sắp xong rồi. Và không phải là một ếch đâu nha, mà hai ếch. Hiện tại là hai ếch. Theo như nghệ nhân Toán nói chuyện thì đây hai ếch này khi hoàn thiện sẽ là một ếch tím và một ếch xanh mọi người nhé. Một ếch tím và một ếch xanh chứ không phải là ếch đỏ. Tay ếch này rất là cao, con ếch này phải cao tới, tính ra nó phải tầm khoảng gần 4 mét chiều cao. Ngón tay ếch kia đều có đèn led hết nhé. Xong thì sẽ lên màu, từ cái móng tay sẽ sáng lên sẽ đẹp. Đây là mặt ếch, mọi người hình dung nhận đây là đầu ếch. Bây giờ mình sẽ quay một chi tiết khác về cái khu vực làm việc của nghệ nhân Toán nhé. Chào chị. Chị ơi, đây chị đang quấn cái gì đấy? Vâng, chị đừng gấp vội để soi cho mọi khán giả xem. Chân kỳ lân, đây là một cái chân đấy. Đấy, mọi người xem nhé, đây là phần mộc dán mica trắng. Tức là cái thân của nó là bên kho. Vâng, thì một lát nữa sẽ xin chị sang bên đó để ghi hình cho mọi người xem. Vâng, cảm ơn chị. Đây mọi người nhìn nhé, đây là toàn bộ cái khu vực xưởng của anh ấy này, tất cả cái hệ thống máy móc sắt thép dây điện rất là nhiều cái vật tư để sản xuất cái mô hình nhé mọi người nhé. Nếu ai gọi là thích khám phá, tò mò muốn xem, muốn biết thì đây là cái kho sắt thép đây, rất nhiều, giống như như là một cái cửa hàng kho sắt của mọi người ấy, bán hàng sắt ấy. Chị ơi, đây cái mô hình đầu phải đầu rồng không nhỉ? Đầu rồng ngũ sắc. Ngũ khúc, 6, 5 khúc, 5 khúc. Rồi. Đây nha mọi người nhìn nhá. Đây là cơ sở của nghệ nhân cái gì Lê Toán ạ? Cái gì ạ? Phạm Ngọc Toán. Đây theo như giới thiệu của chị là nơi sản xuất mô hình đầu tiên của Tuyên Quang nhé mọi người nhé. Sau đó những năm tiếp theo mới phát triển rộng hơn. Hôm nay mình đến mình tìm hiểu thì thông tin của gia đình cho biết thì mình giới thiệu cho mọi người biết nhé. Đây là những cái bộ phận chi tiết của các mô hình mọi người nhé. Đây là cũng có cả, đây là vây này, đây là cái mang rồng. Mang rồng như mang cá ấy. Con rồng này nó được tích hợp lại từ tất cả các loại con vật, tất cả tích hợp của các con linh vật vào thành một con rồng. Còn đây là máy móc thiết bị để uốn sắt nha mọi người nhé. Đây thiết bị uốn sắt này, rất hiện đại luôn, rất công phu. Mình sẽ ra phía ngoài cửa kia để quay cho mọi người xem tiếp nhé.
phía ngoài sân này thì anh em công nhân đang hàn tất cả các cái chi tiết của các cái mô hình. Đây là phía xa. Đây là nghệ nhân Phạm Ngọc Toán đang cùng với ekip một tổ sản xuất đang làm hàn. Đây mọi người xem toàn bộ cái cơ sở sản xuất nhé. Đây là phần ngoài này. Đó, ở ngoài kia thì đây, chú gà trống ở ngoài kia. Chú gà trống này thì là đã được sản xuất từ năm trước rồi nhưng mà vẫn đang được giữ gìn đến bây giờ, vẫn đang đứng ở đây. Tức là chú gà kia đã được sử dụng của năm trước rồi nhé. Còn đây là tất cả ekip của tổ thợ và nghệ nhân Phạm Học Toán đang cùng nhau để sản xuất tiếp mô hình. Đây là xương cốt của mô hình. Hình dáng thì rất giống con rồng nhưng mà không phải đâu. Mình cũng chưa nắm được cái tên của nó là như nào cả. Đó, nhưng mà hai bên thì cứ hai bên của con linh vật này thì lại có những con chú cá nằm bên cạnh này. Đây là cũng là công nhân đang làm ở đây, đang sản xuất những chiếc vây cá nha mọi người nhé. Đây là những chiếc vây cá đang được công nhân ở đây lắp ghép và hoàn thiện thành chiếc vây cá. Nên lên trên này thì trên cái bờ tường này thì tất cả các bộ phận hoặc là những cái hình ảnh và những mẫu thiết kế để lắp cho mô hình thì đã có một số có sẵn treo trên tường, tức là đã thiết kế sớm rồi trên tường hết rồi. Hoàn toàn bằng chất liệu sắt thép hết. Đây là đang lắp ráp những cái chi tiết của linh vật. Số những chi tiết của mô hình nhé, của tất cả các loại linh vật, có thể là rồng hoặc là thỏ hoặc là các linh vật khác đã được làm sẵn hoa văn, được làm sẵn để sẵn đây này. Đây là khung xương của xe mô hình nha mọi người nhé, chưa lắp ráp, mới lắp hệ thống máy móc rồi, tay lái, lốp xe và bộ phận máy móc thì chế từ xe Honda ra nhé mọi người nhé. Có hệ thống phanh, hộp số chế từ Honda ra, từ máy xe máy. Thì là phía trước bánh lái này và hệ thống tay lái này. Được chế từ xe Honda ra nhé. Đây là mô hình linh vật kỳ lân nhé mọi người nhé. Hiện nay đang sản xuất bộ xong phần thô thì nhưng mà bên gia đình nghệ nhân là đang bọc ni lông rất kín để đảm bảo cho nó tránh xước hoặc là bụi bẩn, nên là bọc kín lắm. Thank you.
giỏi, kỹ sư cũng mà nghệ nhân cũng đúng. Chuyên là nghệ nhân, bác học, bác sư, giáo sư đều được biết. giáo sư. Nói vui với mọi người thế thôi, chứ cơ sở đây là sản xuất mô hình cũng phải nói là lớn nhất và cũng là sớm nhất của Tuyên Quang từ những năm trước. Thông tin cập nhật chính xác luôn. Đó, hôm nay đang ngồi với những nhân toán đấy nhé, chứ không phải ai. Anh thầy đi tôi lại. Quay một số hình ảnh cho mọi người xem là tại cơ sở của nhà nghệ nhân Phạm Hoàng Toán nhé. Đây là phía trong, đây là phía trong nhà này. Chúng ta sẽ quay phía ngoài nhà cho mọi người xem. Quay cho mọi người xem nơi sản xuất của mình thứ hai nhé. Đây là chỗ gia đình của nghệ nhân Phạm Hoàng Toán. Quang cho mọi người nhé. Thời gian sớm các mô hình đang hoàn thiện, rất nhiều mô hình chưa hoàn thiện và đã được để không kho. Theo đến đây mình tạm dừng và khi nào mô hình tương đối ổn định và thành hình thì mình sẽ tiếp cho mọi người xem nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại.